Oh.
Thank you.
Bây giờ đi nấu cơm thôi, giờ chưa nấu cơm nữa. Ok nè, để tí nữa nhắn tin cho chị nhé. 50 hay 100? 100 thì không chắc là chắn là còn đâu nha. Tại vì chị hết tiền rồi đó. Chị không nhớ là trong tài khoản gì còn bao nhiêu mà không trên nổi 100 đâu. Không trên nổi 100 đâu. Hello Đào Duy Mạnh. Mà làm gì mà còn nổ 100 trong tài khoản chứ. Hello anh. Hello anh Luân. Anh An nhà 12 mình ơi. Tình hình nhà mình mấy ông gà sao anh? Mấy ông gà em lo lai quá. Chạy móc. Chưa đủ quá. Bởi vì không có vô nhà mình chơi được nè. Ồ, mấy ông gà không có vô mang túng luôn. Tại mấy ông gà em like á. Like chạy móc, cuối tháng chưa có đủ á. À, giờ đi nấu cơm nè mọi người ạ. Tí nhá. Anh Phil. Hello bể thằng của em. Anh Phil ngủ giờ lắm à. Làm gì giờ? Còn thiếu 3k nữa thôi anh. Sáng giờ live cũng được 5k rồi. Còn thiếu 3k nữa thôi. 3k nữa là đủ rồi. Hello Phong Ca. Hôm nay ăn bánh xèo. Đợi một tí nữa. Con làm cái này nè. Ồ, cũng còn bữa nay với ngày mai đúng không? Hello anh Bự. Ok nè, làm nó chào lại cả nhà luôn. Rửa tay chút khi. Dạ, hello anh nè. Khoan để từ từ lại hình hình đã. Làm cái gì trước đã. Quéo. Chị Miên chuyển khoản cho chị gì đó, chị Miên. Ờ ok nè. Khoan để chị xem tài khoản nè. Này, không đủ 100 ngàn đâu nhá. 50 ngàn thôi, chứ còn hình như còn mới xem hình như còn 83 ngàn hay 86 ngàn thôi đó. Sao bằng cái đó đúng rồi đó anh. Mà sáng thì em đâu có bước ra ngoài đường đâu nè. Khổ nữa. Ừ.
thành đùm lá gách, lá gách đùm lá lách luôn mà. Đó giờ chị nhiều hơn em đó, nhiều hơn em mấy nghìn đó. Khoan, lần đầu tiên đổ bánh xèo luôn đó cha. Cảm ơn em, cảm ơn cả nhà nè. Em quay cam bị thấp của mọi người, nãy giờ không để ý.